Về thì chương trình hôm nay thì thực sự là ban tổ chức cũng đã cố gắng rất là nhiều. Mọi người em cảm giác là cũng rất là tập trung khi mà nghe cả cái diễn giả về nội dung, về mặt nội dung mà nói thì truyền đạt được những cái mà mình muốn truyền đạt cho các bạn. Ví dụ như là về văn hóa, về cuộc sống, về kinh tế. Ngoài ra thì mình cũng đã giới thiệu đâu đó về FPT và cũng PR được cái hình ảnh của bên đơn vị của mình. Hy vọng là sau chương trình hôm nay mình có thể tuyển được một số các bạn có thể vào tiến hành tại FPT. Thế những người mà họ quan tâm hỏi thêm, họ phỏng vấn bên ngoài thì cái khả năng mà họ đáp ứng với cái nhu cầu của cái thời gian. Thì hôm nay thì em cũng có tham gia phỏng vấn nói chuyện với một số bạn, thì hầu hết các bạn hôm nay tới thì là các bạn trẻ mà có khoảng 1-2 năm kinh nghiệm. Thì các bạn rất là về cơ bản nếu mà xin vào cái vị trí kỹ sư cầu nối đi qua bên Nhật thì có thể là hơi khó, nhưng mà các bạn có thể join FPT trong khoảng 1-2 năm thì hoàn toàn có thể. Ok, cảm ơn.